ha thì ý dạ, đúng thầy rồi. nói không? hôm nay là em sẽ học hai phần phần thứ nhất là về cái chuyện chấn thương ngực mà phải điều trị ra làm sao dĩ nhiên đi sâu vô nữa sâu cái bằng vô trong những cái kỹ thuật của riêng từng thương tổn á, thì mình không cần thiết nhưng mà phải thấy được định hướng trong cái chuyện điều trị nghĩa là Tại sao phải điều trị như vậy? Nghe, Tại sao thầy là nói về cái bài điều trị chấn thương học, chấn thương ngực và về cái điều trị học nha. Rồi mấy đứa nghe rõ chưa? Dạ, tôi nghe rõ. Rồi bắt đầu nghe, thì trước hết là thầy muốn nói về cái chuyện gọi là những thuật ngữ thống nhất trong cái 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 cái, 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 cái ngành của mình, Nghe. trước hết em thấy rõ cái chữ chưa thuộc ngữ thống nhất chưa dạ thầy á rồi cái thuộc những từ ngữ thống nhất này là hãy mình hiểu được thì mình hiểu mới hiểu được cái ý nghĩa của cái phần mình học sẽ tiếp là làm sao giống như cái phần định nghĩa trước là cái gồm có cái gì cái gì nha thì trước hết đó là chấn thương ngực cái từ ct chấn thương ngực chữ viết tắt nghe chấn thương ngực người ta gom chung cho vừa là chấn thương kín tức là không có vết thương gì cả nghĩa là chấn thương kín và vết thương mà mình dùng chấn thương ngực kín và vết thương ngực á nha rồi rồi vết thương ngực á riêng đối với lòng ngực người ta chưa chia làm hai phần là vết thương của ở bên ngoài tức là thành ngực nghĩa là chưa thấu về bên trong lòng ngực hết á và vết thương thấu ngực tức là xuyên nhớ nghe ở đâu cũng vậy chia làm vết thương chia thành hai phần vết thương thành ở bên ngoài và vết thương thấu xuyên hết riêng trong vết thương ngực viên trong đối riêng trong lòng ngực nghe em thì người ta chia vết thương thấu ngực ra làm vết thương ngực hở và vết thương ngực kín đối với tất cả những cái vết thương khác nghe vì vì cái chuyện mà chết ngay tại chỗ thì người ta không bao giờ có chuyện hở vết thương là hở rồi vết thương là hở rồi vậy thì vết thương bụng vết thương đùi vết thương chân vân 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 hở riêng có cái vết thương sợ não đó người ta chia ra vết thương sợ não hở vết thương sợ não kính tại người ta sợ tới người ta nhiễm trùng của cái vùng nhu mô não đó thành ra họ khó điều trị mà không phải cắt lọc ở chỗ đó dễ thành ra người ta chia làm vết thương sọ não hở và vết thương sọ sọ và não thì cái chuyện đó của ngoại thần kinh nha như mình thầy nói muốn so sánh ở đây á, để mà hiểu á. trong lòng ngực sở dĩ người ta có người ta hít thở được và đồng thời chính sự sự lên xuống của cơ hoành sự lên xuống của lòng ngực tạo làm áp lực âm ở trong lòng ngực khiến cho tự động cái mỗi nhịp thở chúng ta hít sâu ngủ thở sâu ra dù chúng ta ngủ dù chúng ta hít dù như chúng ta ngủ dù chúng ta thức thì tất cả sự hoạt động đó đó như gọi là cái hoạt động được điều khiển bởi cái hành trung tâm hô hấp hay trung khu hô hấp ở hành tủy không trong bài có hết nhưng mà thầy mới nói từ từ để cho mấy em nhớ luôn thuộc luôn hiểu luôn nghĩa là không cần phải học lại một cách khó khăn thầy nói nhớ nha với thương thấu ngực thấu ngực nghe người ta chia làm với tư ngực hở và với tư ngực kín nghĩa là sao khi mà hở thì là cái lồng ngực nó căng lên cơ hoành nó hạ xuống áp suất hay áp lực ở trong lồng ngực nó âm hơn là tự động nó hít thở hít vào trái lại bình thường thì lồng ngực xẹp xuống cơ hoành nâng lên thì tức là thở ra tức là thụ động cái kia là chủ động này thụ động chủ động hay thụ động hoàn toàn điều khiển chủ động tức là cái hoành co hạ à, xuống là ngực nâng lên nhờ cái hoạt động cắt cơ của thành ngực và cơ ở hoành là cơ hoành hoạt động nhớ ha hồi nhớ vì lẽ đó người ta chia là hở và kính tại đối với một cái thương người hở thì là còn đi phò phì vò đó thì một chút xíu là mình nhân chết à nhưng nếu mà trường hợp chỗ đó được bích kính thì là người ta chuyển về tuyến sau để người ta xử lý được tốt hơn hoặc là trong cấp cứu tại chỗ người ta dùng một cái vật gì đó giữ cái đó kính lại tức là không cho tiếp xúc ở bên ngoài không còn tiếng phì phò nữa để bệnh nhân được cứu sống khi trở về tiếng sau để người ta giúp rồi hiểu chưa mình em trả lời để thầy biết thì giống như trực tiếp nói chuyện vậy mà nha hiểu chưa mấy em hiểu chưa dạ hiểu ạ rồi, chúng ta tới cái phần thứ hai là những cái thuật ngữ nữa trong đa thương của chấn thương học đó, người ta chia làm cái cái tổn thương kết hợp và tổn thương phối hợp, phối hợp. Trong bài có hết, tổn thương kết hợp, người ta dùng chữ combined trauma. Tổn thương phối hợp gọi là associated trauma, trauma hay là injury thì cái nào cũng được nghe nghĩa là lúc đó nó bị xe đụng cái gì sẽ té cao hay với gì đó mà cùng lúc kết hợp với nhiều cái tổn thương khác nhau tại một vùng tại một vùng có cái chức năng sinh lý giống nhau hít thở truyền hầm tuần hoàn hô hấp hồ, 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 hồ. thì cái đó, cái đó là tổn thương kết hợp nghĩa là ở vùng ngập lồng ngực thôi và đồng thời nếu mà có cái tổn thương khác tức là trong lúc chấn thương ngực gãy xương sườn, đồng thời có chấn thương sọ não, đồng thời có vỡ khung chậu, đồng thời có gãy xương chân, xương tay, vân vân. Tổn thương đó gọi là tổn thương phối hợp. Những cái thuật ngữ này người ta sử dụng dùng cho tất tất cả trường hợp mà cần xử trí khẩn cấp, khám khẩn cấp thì người ta dùng Tổng thương kết hợp hai chấm kê 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 kê, kê ra kê, kê ra kê ra kê ra Tổng thương phối hợp hai chấm chấn thương sọ não chấn thương vùng chậu chấn thương vùng uh, biểu chấn thương vùng uh, ngực có nghi có tràn báo mà phẫu người ta nghi vắng ngắn gọn vậy để cái tuyến sau người ta tiếp thu kịp đúng xử lý kịp và kịp lúc á nha rồi Rồi, đây là hình ảnh của vết thương ngực hở nè, nghe em. Đây là vết thương ngực hở, tức là bệnh nhân này á, là sở dĩ mà chụp được là bệnh nhân tới mình á, là bệnh nhân siêu hấp rồi. Thì buộc lòng mình phải khâu kính vết thương này lại, không bằng cách nào, bằng cách cái, tạo một cái gọi là relaxing, rạch ở bên trên, rạch ở bên dưới, khâu kính lại, tức là biến vết thương ngực hở thành vết thương kính trước mắt để cứu sống nạn nhân. Thấy hình chưa? Dạ, đó. rồi đó là cho uh, mà mấy đứa em hiểu được thế nào gọi là hở thế nào gọi là kính kính hở là như vậy đó nha quá to cái vết vết thương bị bị giật bị chém quá to mà nếu trời họ mình không xử lý đúng mình chết suy hô hấp chết nha tức là cái khí được hít vô trong cái ngực phía bên trái đó, bên trái đó đẩy trung thất lên bên phải ngưng tim ngưng thở liền nghe rồi bây giờ mình trở lại nói về cái tầm quan trọng cái bài học của mình tại sao mình phải học nó tầm quan trọng nó ra làm sao thì trong một thống kê của năm 2020 nghe tức là cách đây ba bốn năm thì ở Mỹ đó, mỗi một năm có 16.000 người chết do chấn thương ngực nghĩa là riêng tai nạn giao thông của năm ấy thì có 94.000 người chết mà trong đó gần phân nửa tức là 45 đến 50 phần gần phân nửa có liên quan tới chấn thương ngực đặc biệt nhất là trong thống kê của từ xưa tới bây giờ đó nghe thì người ta cho thấy rằng về chấn thương đó thì chiếm nặng nề nhất là và số lượng tử vong cao nhất là ở tuổi từ một tuổi bước khi mà đứa đứa bé chập chững bước đi cho tới 45 tuổi là do chấn thương Nghĩa là người ta muốn nói lên rằng cái tuổi đóng góp cho xã hội một cách rất tích cực đó. Một tới 45 tuổi đó, lại là tiếp cận dễ bị chấn thương, tiếp cận giao thông, tiếp cận uh, uh, xây dựng vân, vân vân, vô chấn thương. Mà đặc biệt là một phần tư, một phần tư cái tử vong đó. Nghe chấn thương liên quan tới chấn thương ngực nên nhớ rằng chấn thương ngực không phải đụng tới với ngực thì mình gọi mới gọi là chấn thương ngực và tất cả lý do gì mà liên quan tới cái nhịp hô hấp của 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 con người nghĩa là 75 đó nha em thì nó là liên quan tới chấn thương ngực đó, liên quan tới lồng ngực trong chấn thương đó. đặc biệt chỉ cần thiếu oxy trong vòng 4 phút nghĩa là hoàn toàn không có oxy thở cho trong vòng trong vòng 4 phút á thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng mất não hoặc là chết luôn tử vong đó. mất não thì mấy em biết rồi ha đã đi lâm sàng rồi hiểu rồi mất não là nằm đó không biết gì cả không biết gì cả năm hoài và như vậy là gánh nặng cho xã hội cho gia đình và cho cái cá nhân của người bệnh nha yeah. nói về nguyên nhân thì chấn thương ngực chia làm nhiều loại chấn thương ngực và vết thương ngực chấn thương ngực như là tai nạn giao thông té cao của thợ nề thợ hồ á và đặc biệt đánh đấu đá đánh lộn với nhau ít ấu đá ấu đá này ít ít gặp riêng trong vết thương á, thì dao đâm dao đâm trong thời bình dao đông trong thời chiến đạn bắn nhiều hơn và đặc biệt nhất cũng cho mấy em coi luôn là trong cái trong cái 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 cái, cái thương ngực á, nghe nha thì thường gặp nhất là chút nữa mình sẽ học tới để mình hiểu à nghe chứ đừng có thấy gãy xương sườn là ơn ừ, không gì không cả cả có những cái rất là thâm thúy rất sâu, sâu sắc trong cái nghề của mình nha thì trong có gãy xương sườn tràn máu bằng phổi tràn khí bằng phổi nghe rồi thực người ta thống kê trên thực tế chỉ cần 3 phần tư xử trí đơn giản từ cái tuyến cấp cứu thì là có thể cứu được nạn nhân chỉ có một phần tư là phải đưa ra tuyến sau, đưa về tuyến sau để can thiệp phẫu thuật hoặc can thiệp tối thiểu. Nghe, nhớ nghe. Vậy thì, vậy thì thầy muốn nói đến là cái chuyện mình học là học ở chỗ nào, nghe. Một bệnh nhân mà có chứng thê ngực. Với tổng trạng ổn định đó nha thì mình đó mình học về cái đó còn những cái cấp cứu hàng loạt khoan khoan cái đó là thuộc về học về uh, chấn thương học rồi khoan một cái chiến thương ngực thì hơn 80% là chỉ cần làm thủ thuật cấp cứu như là khai thông khí đạo, dẫn lưu bào phổi ở những cái tuyến trước là đủ rồi. Thầy muốn nói tới thủ thuật nha, mà nãy mình nói một phần tư đó, thì đa số làm như vậy đủ rồi đưa về tương sau người ta cũng sẽ làm vậy thôi. Vậy thì trước một bệnh nhân bị chấn thương ngực cần phải đánh giá nhận định ngay là diễn tiến tố nặng, tấu khẩn nặng hay không, có thể tử vong không. Tình trạng huyết học của bệnh nhân có ổn định hay không ổn định, huyết học tình trạng huyết học nhớ không nè, huyết động học á, huyết động á nghe, huyết học, huyết động học á thì uh, mạch bao nhiêu, huyết áp bao nhiêu, nghe thầy nói hiểu không nè, nhịp thở bao nhiêu, tất cả những cái gọi là sinh hiệu tức là cái dấu hiệu sống còn của bệnh nhân đó. Với một nạn nhân mà tình trạng ổn định á thì chúng ta phải khám kỹ, tránh bỏ sót nghe, ta đánh giá, đánh giá những cái thương tổn bên trong. Nha. Vậy thì với một bệnh nhân cái tình trạng ổn định vậy đó thì thì chú ý như vậy đó nha. Đây nè, thầy mới kể ra câu chuyện gọi là cái đánh giá chớp nhoáng hay đánh giá nhanh phát đồ điều trị chấn thương nâng cao đó như là advanced trauma life support tức là từ chỗ ATLS tức là ưu tiên cấp cứu này ra, ra là như thế nào nha yeah. thì ưu tiên cấp cứu đó là thứ nhất a, a là thông thoáng đường 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 dẫn khí đó khí đạo là cái đường dẫn khí đó thì nói vậy là cái thuật ngữ cũ thì cũng thuật ngữ mới đặc biệt nhất trong lúc này thấy bệnh nhân cưng ngưng thở đột ngột thì coi chừng có tổn thương một sống cổ như hồi nãy thì nói đó, là cái trung tâm ở hành tủy đó, nó bị tổn thương b là breathing là phổi đó đường hấp dưới đó, là phổi đó giả sử tràn máu màng phổi tmmt đó, đó tràn máu màng phổi tràn khí màng phổi vân vân tất cả nó ép phổi lại em nên nhớ rằng khi 2 phần ba của dung tích mà trao đủ khí nó bị ép lại làm bệnh nhân sự hấp đó, hoặc là suy hấp biểu hiện trên trên khó thở thở nhanh nông hoặc là suy hấp biểu hiện trên cách mình đo nó gọi là khí máu động mạch ghi ghi thì mấy em ghi ghi ra giấy thì giống như mình học mình có ghi chú vậy đó khí máu động mạch nghĩa là PaO2 tức là nồng độ oxy trong máu động mạch thấp dưới 60% nhớ là 60% là nhớ như vậy thôi còn nếu mà trường hợp mà nồng độ tháng khí tức là CO2 trên 60% thì là lúc đó là cái lúc mà suy hô hấp. Người ta định nghĩa suy hấp để người ta can thiệp cho thở máy, giúp thở bằng nhiều cách, vân vân. Nghe, giúp thở thì có bằng nhiều cách. Thứ nhất, úp mát vô thở. Thứ hai là cannula, tức là đưa cái, cái 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 râu á, cái râu mà có oxy, cái cái cái, cái, cái cuốn nhìn, vô hạ vô hạ vào hai cái lỗ mũi để thở. Nha. Yeah. Hoặc là đặt nội khí quản thở đó là xâm lấn hay không xâm lấn nhớ nghe và C tức là cardiac circulation trong trường hợp mà chảy máu thì cầm máu nghe trong giải máu cầm máu bảo đảm tốt khối lượng tuần hoàn tối thiểu để mang oxy đi tất cả các mô của cơ thể từ não cho tới chân à. cái đi là disability đánh giá lại một lần nữa để không có phung phí trong cái 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 cái, cái hồi sức nghĩa là chết chưa chết não chưa nếu như não rồi thì mình cứu chẳng mất chẳng có ý nghĩa gì, gì và đồng thời thêm một gánh nặng cho xã hội cho cái gia đình cho cái, cái chính uh, nạn nhân. E exposure tức là cẩn thận cẩn thận phải cỡ hết đồ coi lần nữa còn cái gì bỏ sót hay không nghe đây là vết thương thấu ngực em đó thầy muốn cho coi hình ảnh để mình nhớ ra đó mà cỡ này gọi là thương thấu ngực đó con dao thái lan mà hay đánh giá đánh lộn đánh lạo gây đó thì nói nói tóm lại thì thầy muốn nói cái 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 sơ đồ hay cái 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 bố cục mà mình sẽ học hôm nay đó nghe là thứ nhất là gãy xương sườn bên ngoài vô này nghe em đây là cái 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 một cái 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 mô hình để mà biết rằng sao cái gì 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 thứ nhất gãy xương sườn thì mình học là cái 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 xương sườn gãy đây gãy nha sự mất liên tục của xương sườn hoặc là mảng xương di động thôi chút tính cái phần thứ hai là hai lá bằng phổi mấy em nên nhớ còn nhớ lại cái 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 màng cái màng hay là cái lá áp sát trong dung mô phổi gọi là lá tạng cái lá áp sát vô cái thành ngực gọi là lá lá thành hai lá này nó trượt lên nhau của loài người từ khi sinh ra cho tới khi chết hai lá này tạo thành một cái khoang ở trong đó cái khoang đó gọi là khoang ảo khoang nhưng kỳ thực ra hai lá nó trượt lên nhau không có ý nghĩa gì trong trường hợp chấn thương chảy máu máu chảy ra ép vô trong đó thì đây là tràn khí tràn máu màng phổi trên này tràn khí màng phổi thì khi đó đó là mới là thấy cái khoan nó rõ ra thì lúc đó mới là khoan thực còn đại đa số con người sống bình thường là khoan ảo trong chứng năng ngực không ít thì nhiều có tình trạng dập ít hoặc nhiều khiến cho cái dịch xuất tiết ra trong khí quản và phế quản thì chính cái xuất tiết này là cái thuận lợi trong chuyện miễn dịch học tức là giúp cho làm đánh loãng vi trùng đánh loãng hiện tượng viêm vân 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 nghĩa là cứu nạn nhân rất nhiều nhưng mà chính sự xuất tiết dịch này cũng gây ra là bệnh nguy hiểm mà có thể làm cho chết người là làm xẹp xẹp phổi xẹp một phân thùy xẹp một thùy xẹp một bên phổi luôn nha thì chính cái đó là chú ý khiến cho cái trong chấn thương ngực á, đừng nghĩ đơn giản rằng là tràn khí bằng phổi Tràn máu phổi một chút chút nữa chúng ta sẽ học tới hình ảnh đó về tim nha tổn thương tim của trong lồng ngực thì đây là hình ảnh tràn máu mà ngoài tim tức là máu chảy vô trong cái khoang mà ngoài tim á làm cái tràn máu bằng tim khi tràn máu này lửa máu này nó ép 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 đè bẹp tâm thất, không bơm máu đi lên phổi không bơm máu đi toàn châu thân thì lúc đó người đã dùng một cái thuật ngữ là chèn ép tim nha thì chèn ép tim chia làm hai cái chèn ép tim mạng tính tức là từ 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 từ, từ nhiều mà người ta vẫn thích nghi được sống được còn thứ hai là chèn ép tim cấp tính tức là chảy ra chảy ra chảy ra mà làm cho máu không bơm được từ tâm thất đi thì cái đó mới gọi là trẻ tìm cấp nha yeah. đó thì bắt đầu thầy vô trong cái 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 mục lục đó ha thì trước hết mình học gãy sườn nha yeah. trước hết chẩn đoán gãy sườn chẩn đoán gãy sườn nha yeah. ngày xưa người ta chẩn đoán gãy sườn bằng cách vì chưa có x quang ở phòng cấp cứu mà người ta ấn ấn khi bệnh nhân nói đau quá chỗ này thì ấn ấn thử phía sau ra phía trước cái chỗ nào nghe kêu lập sau lo thì bệnh nhân chỗ đó là chỗ gãy đó thì bệnh nhân kêu ấy đau quá đau quá cứ phương pháp này ngày nay bị cấm trên cả thế giới đừng có ép như vậy tạo ra tình trạng sốc chấn thương rồi chấm xuống này còn mấy đứa em lấy lấy bút rồi ghi sốc chấn thương hai chấm sốc là tình trạng tụt huyết mạnh nhanh hết biểu hiện lâm sàng gọi là sốc á sốc là một biểu hiện lâm sàng biểu hiện bằng cách mạch nhanh huyết áp tụt kỳ thực đó là một cái hiện tượng liên quan đến chấn thương mà trong sốc chấn thương người ta chia làm bao gồm sốc chấn thương đó bao gồm hai phần thứ nhất do đau sốc và do đau cái thứ hai sốc do giảm thể tích giảm thể tích tức là hiện tượng mất máu đó mất máu mất dịch đó thầy nói hiểu không nè nha bất dịch như là một bỗng mà nó chưa bị liền bỗng mất một lượng dịch đầy ở dưới da hết thì đó 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 đó, đó là mất thoát mất cái bằng hạ à, quét à, tức là, là làm giảm thể tích máu đó giảm thể tích đó. hiểu không nè thôi ở đây thì nói riêng chấn thương sốc chấn thương ở đây là do đau và do mất máu nhớ nghe đây cũng làm cái cách khám ngày xưa ngày xưa tức là khoảng cách đây năm 60 năm đó nghe thì đối với lồng ngực thì đây là một cái khung kính cho nên khi ấn ép ép ở trên xương ức thì là chỗ nào gãy thì chỗ đó nạn nhân sẽ kêu ái dạ, đau ở chỗ đó mấy em hiểu không nè đây là một cái cách khám thô bạo của ngày xưa mà ngày nay cấm bị cấm trên toàn thế giới trong chấn thương học người nào mà khám bậy bạ mà tới dừng khi mình như bị chết đó, thì là người ta kiện cáo ra thì đây là cái trả giá thì thì ý thầy muốn nói rằng nói vậy để cho thấy rằng là mình phải suy nghĩ cho kỹ nha không tìm tiếng lạo xạo không ép trên xương ức nó sẽ gây sốc nặng đây là cái chuyện cấp kiện trong chuyện khám Vậy thì ngày nay người ta có được những cái chẩn đấu hình hình ảnh mà ngay trong khoa cấp cứu, ngay trong ngay phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn hay các bệnh viện quận huyện ngày nay người ta cũng bố trí. Tại vì cái sự sản xuất của khoa học nó quá rộng rãi khiến cho chụp máy cái chụp x quang cũng dễ dàng tìm thấy. Vậy thì khi bệnh nhân bị gãy xương sườn số 1, 2, 3 trong tổn thương của lòng ngực đó, trong chấn thương kính nha, thì chúng ta nhớ tổn thương coi chừng tổn thương các mạch máu lớn mạch máu lớn của người bao gồm cả qua đường mạch chủ đồng mạch dưới đòn nghe mặt mạch không tên tĩnh mạch không tên vân vân cái vùng đó đó nha khi gãy sự một hai một ba hoặc gãy một hoặc gãy hai hoặc gãy ba hoặc kết hợp ba cái một lượt thì dĩ nhiên ý thầy muốn nói rằng không phải trăm trăm phần trăm ca nào gãy mà có gãy một hai ba đều là có tổn thương máu lớn không tức là có tổn thương mà nó hồi phục vì các mạch máu lớn ở vùng đó nó thành dày cho nên nó có hiện tượng vasa vasorum nhớ không nè mạch máu nuôi mạch máu chính trong lòng mạch máu nó có những mạch máu nuôi cái thành mạch nó khi mà dập thì nó sẽ gây ra hiện tượng thiếu máu vùng đó nó gây ra hiện tượng ngoại tử mà không phải chết liền không phải ngoại tử liền thành mạch ngay ở chỗ đó ngay lúc đó ngay chỗ đó mà phải ba bốn năm sáu ngày sau đó, thì cái chỗ đó nó thiếu máu nó bút ra lúc đó xịt chảy máu ra mà thầy muốn nói với y sáu, mấy em là bác chuẩn bị bác sĩ cho nên trong những trường hợp mà gãy như vậy đó thì nếu mà trò bà gãy nặng như vậy đó nghe thì chuẩn bị chuyển bệnh nhân đến những cái đơn vị có mổ có tuần hoàn ngoài cơ thể Nghĩa là có sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể đó nghe tuần hoàn uh, 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 gọi là nhân tạo đó nghe tại vì có cái trường hợp đó, đó, chỉ có sử dụng từ ngoại ngữ thể mới dám mở ngực ra khâu hay dám mở ngực ra tạo tại tức là tái tạo cái, cái mạch máu ở đó nha yeah. thôi cái chuyện sâu nữa miễn bạc nhưng mà mình hiểu là cái cách thức để theo dõi của một bác sĩ mà y sáu việc đại đa số là trường hợp gãy từ xương số 4 tới xương số 10 hoặc cung sau hoặc cung dự, cung bên hoặc là cung trước nhớ nghe cung trước nghe cung trước nhớ à, chúng ta thầy cho coi cái mấy cái hình này thầy giải thích thêm cái nó phần nào gọi là sụn thì dưới 40 tuổi nó sẽ không cản quan không có coi không có gọi là 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 thấy rõ nghe nó là sụn mà nghe thì gãy từ bốn đến mười thì người ta theo dõi cái dập phổi tùy số lượng gãy gãy càng nhiều thì hiện tượng dập phổi biểu hiện càng rõ mà dập phổi này chút nữa mình học tiếp riêng xương sườn số 11, 12 là xương sườn bán động bán động là sao là một một cái tiếp xúc mẫu ngang một cái nó tự do khó gãy có gãy chấn thương khó gãy mà hãy gãy được thì chú ý nha ở bên trái thì có chừng tổn thương lách hay thầy thầy muốn cụ thể là vỡ lách tổn thương đó có thể ghi là vỡ thận bên trái hoặc là nếu gãy xương 11, 12 hoặc là 11 hoặc là 12 thôi thì ở bên phải coi chừng tổn thương gan và tổn thương thận thận phải Em nói nhớ nha vậy thì ta dặn thêm điều nữa là học là phải nhớ học là phải hành vì lẽ đó cho nên có trong những trường hợp bạn đi trực vậy đó hãy thấy đó thì nếu mà mình là có cái, cái 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 được phân công đã tiếp tham gia tiếp cho những bác sĩ trực thì em em ghi vô là gãy xương sườn số 11, 12 bên phải theo dõi tổn thương tận phải và gan Nghĩa như vậy thôi thì người thầy thuốc hay là sau này mấy em trực thì em mới suy nghĩ a à, lê theo dõi bằng cách cho siêu âm cách khoảng ba tiếng ba tiếng ba tiếng nhưng mà nếu cái áp tổ cái hạn a à, lê chụp mạch đồ cái vùng đó để xem coi có sự thoát chất cảm quan thì lúc đó mình dùng tới nhiều phương pháp trong điều trị tắc mạch chẳng hạn lắp mạch á boli xíu bơm chất tắc mạch cắt luôn cái phần ghi ra chảy máu ở nhánh nhỏ đó thì nó nhớ nghe nếu mà được hỏi mà ấy cần nữa tối đế mà làm không kịp mở 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 bụng ra cục ra lại cắt cái tạng nó bỏ tay giá thế thận thì bỏ một bên thận thận không xài được tuy nhiên ý thầy muốn nói rằng ngày nay nha 2024 tất cả sự cắt cơ quan của người ta đều phải tính toán hết đều phải trả giá hết chứ không phải là muốn cắt hay thì cắt à. thầy nói hiểu nè Vậy thì trong điều trị gãy xương, đây là riêng của chuyện của mấy em đây, nha, là phải giảm đau tuyệt đối và đặc biệt nhất là đối với người già lưu lại để theo dõi yêu cầu người già đó ho ho nhẹ 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 để làm cho thông thoáng khí phế quản nha mà phải giảm đau cho người ta tại người già đó dễ ứ động mà dễ ứ động đó đó khiến cho phổi trở thành viêm và dễ làm thành những cái trường hợp nặng sau này có một điều nữa thầy dặn nha là cấm tuyệt không có còn băng thun cái kiểu băng thun bằng những cái băng thun không phải là băng thun keo à không phải băng keo thun à, mà á mà băng thun thường băng thun thường nghe, băng thun thường thì cấm làm cái chuyện băng thun hoặc là băng keo thun một bên ngực để mình ta để mềm đó mà thì để mềm đó em nên nhớ nha khi mà mới làm vậy đó thầy là chính bệnh nhân thấy à, êm quá giảm đau rồi riêng một số bác sĩ người ta không hiểu đó à, hơi, hay quá giảm đau thì thật ra nó không có giá trị gì cả và đặc biệt nhất là nó ép như vậy nó dễ thành chỗ bị viêm Nghĩa là mỏng nước tức là gây ra hiện tượng chèn ép thiếu máu vùng da đó và dễ có hiện tượng bó ngực tức là dễ bị nhiễm trùng hiểu không rồi cái phần thứ hai thì phần của của cái lầm ngực đó tại muốn nói thêm là gãy xương đòn nhớ nghe gãy xương đòn chỉ là ba ba cái vị trí mà hồi nãy thì có cho coi hình sơ nghe gãy mùng và giữa chiếm tuyệt đại đa số 80%. chục không có sợ ít có tổn thương mạch máu dưới đòn động mạch dưới đòn tĩnh mạch dưới đòn ít lắm ít gãy mùng ba trong nhớ nghe gãy mùng ba trong thì giống giống tương 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 tự như là gãy xương sườn 1, 2, 3 tức là coi chừng tổn thương mặt mạch máu lớn ở trong á nhưng mà không phải cái nào cũng bị nhưng là mình cảnh giác được khi xảy ra thì mình rất là là, 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 có ý thức chỉ có 15 trăm thôi và đặc biệt gãy một ba ngoài là liên quan đến tổn thương chấn thương chỉnh hình như tổn thương xương vai tổn thương là 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 là, là, là bó mạch thần kinh nó bó mặt thần kinh cánh tay là tất cả những cái đó tính nữa tính nữa ra liên quan tới cái chỗ mà người ta phải xử lý tiếp nha vậy thì gãy một ba trong xương đòn như là xương gãy một hai ba như thầy nói đó tổn thương máu lớn nha coi chừng đó gãy ba ngoài thì coi chừng gãy xương khớp vai đầu trên xương cánh tay tổn thương đám rối cánh tay gây ra hậu chứng hố thoát ngực nha để thầy nói thêm cái hậu chứng hố thoát ngực là làm sao thì cái chuyện đó là, là chuyện đó là liên quan đến cái cái tổn thương ngực nữa mà sau về cái phần đó thì cái đó sau này mình xử lý gãy gãy một ba giữa chiếm đa số thường nhẹ ngày xưa đó gãy xương đòn cỡ nào người ta cũng không có làm gì hết đó giống như điều trị bảo tồn riêng ngày nay cái sự hoạt động của thanh thiếu niên mang ba lô nặng ba bốn chục ký để mà đi đi gọi là đi đi đi, đi du lịch đó ha đi phượt nha thì người ta người ta người ta phải phẫu thuật gọi là phẫu thuật kết hợp xương người ta tạm thời giảm đau bằng băng thun số 8 giống như là cái, cái cái cái, đây là gãy xương đòn đây là gãy xương đòn bộ ba giữa nha nha đây là di chứng tức là gãy xương đòn này xương không điều trị đưa lại cái sẹo cái đai xương nha đây là cái băng mình số 8 băng số 8 nghe băng số 8 bây giờ nó có sẵn hết còn ngày xưa là mình dùng cái băng bằng thùng á, bằng giống như vậy đó bằng số 8 lại như vậy nha yeah. ngày nay người ta kết hợp xương bằng cách dùng nẹp ốc mà cái trong chế trong giới hình người ta dùng hay dùng chữ uh, uh, nẹp vis hay là plug vis plug tiếng pháp không mà vis là là bắt bắt ốc dùng plug plug vis nha yeah. rồi bây giờ thầy muốn nói tới cái chuyện thứ hai là mà gãy xương sườn mà gãy nhiều xương sườn liên tiếp và gãy ít nhất là hai điểm nên cùng một sườn nha yeah thì đó gọi là sẽ sẽ gây ra gãy như vậy gây ra cái tình trạng má sự di động thầy nó muốn nói lần nữa mấy em là dân y mà học thuộc về những cái người mà khá trong đại học nghe thầy muốn nói gãy nhiều sườn liên tiếp vậy gãy ít nhất là hai điểm lên cùng một sườn thì cái điều đó mới là điều kiện cần điều kiện cần cần thiết là như vậy nhưng tất cả các xương đều được bám chặt bằng những cái màng fascia và các gân tức là tendon tendon nghe thành ra những cái đó là những cái khó biến thành mảng sườn di động lắm gãy nhiều sườn liên tiếp và gãy ít nhất là hai điểm lên cùng một sườn nhẩm nhẩm đi nhẩm, nhẩm theo thầy đi đó là điều kiện cần mà hãy bứt được mấy cái gân cân đó, đó thì mới tạo thành nhúc nha nhúc nhích gọi là mảng sườn di động thầy nói nhớ nha thì thầy muốn cho em khi có một sự di động chỉ có và chỉ chẩn đoán dựa trên dựa trên dựa trên lâm sàng cởi áo nạn nhân ra hết cởi ra hết dưới cái ánh sáng thật sáng hoặc dưới ánh sáng trắng của đèn hoặc ánh sáng mặt trời nghe thì, khi hít sâu Khi mình hít sâu vô thở ra thì thấy cái cái nguyên cái mảng đó nguyên nhà mảng đó nó di động ngược với cái nhịp hô hấp bình thường tức là khi hít vào thì là ốc lồng lồng ngực áp lực âm hơn nó kéo cái mảng, mảng mảng di động nó vô khi thở ra thì áp lực dương hơn hồi nãy đẩy cái mảng nó ra nhớ rằng cái cái áp suất hay áp lực ở trong lồng ngực của con người nha người lớn thì nó thay đổi từng trừ 2 cm nước tới trừ 12 cm nước âm á, âm 2 tới âm 12 cm nước nghĩa là nước hoàn toàn khí trời là 776 gần gần 76 cm nước nói như vậy để em, em nhớ tức là nó là 760 cm sáu nhân, mm thủy ngân á thì nó nhớ nghe thành ra là hiểu được cái đó cái đó mới gọi là hô hấp đảo ngược hay dụng bắt gọi là hô hấp đảo nghịch nghe em đó là khẳng định của nó sự động vậy thì em nhớ là hãy thi trắc nghiệm ấy, còn thầy còn nhớ năm 1974 đó những anh em thi trắc nghiệm những anh lớn anh cả anh lớn của mình ở đây đó như là anh Lê Quang Nghĩa anh võ văn thành nữa ra cô thi khuê cô thu rồi ha là những người đó là thi đầu tiên thi đầu đầu cái bằng ICFMG tức là bằng y khoa tương đương với mỹ thì có cái câu này mà câu này thường hay lặp đi lặp lại tức là chẩn đoán mảng sườn di động bằng 2 chấm a b c d e trong đó có một câu đúng nhất là dựa trên dựa trên hình ảnh lâm sàng có hô hấp đảo nghịch tất cả dấu hiệu chẩn đoán của ct scan của siêu âm ngực vân vân chỉ là tài liệu tham khảo bởi vì nó là yếu tố cần nhưng phải bước ra được thì mới gây ra nhúc nha nhúc nhích gọi là hô hấp đảo nghịch thầy nói như vậy mấy đứa hiểu kịp không án hiểu rồi, hiểu nha ý thầy muốn truyền đạt hết tất cả nghĩa là học xong là phải thuộc liền nó là cơ sở sinh lý bệnh của y khoa mà chứ không phải nói bói gì gì hiểu thầy không có nói nữa. cái đó không phải là cái gì trời rớt xuống mà rõ ràng mình có học kỹ từ giải phẫu từ sinh lý tới bây giờ nghe rồi bây giờ thầy nói trở lại cái phần chính của mã sự di động thành cái bài mình học mình đã mình hiểu hết cái cơ sở sở sinh lý bệnh rồi ha gọi là mã sự di động kia chỉ xác định trên lâm sàng tức là khi có trần bệnh nhân ra thấy dấu hợp đảo ngược hết tất cả những hình ảnh như là CT scan hay là cái cái uh, CT scan vân vân chỉ là tham khảo đặc biệt nhất nhờ CT scan nhờ CT scan chúng ta mới đánh giá được hình tình dập phổi xảy ra nghe nhớ nghe dập phổi là hiện tượng xảy ra sau 3 tiếng đồng hồ đến 6 tiếng đồng hồ sau 6 tiếng đồng hồ sửa xuất, xuất tiết dịch nhiều hơn thành ra nó gọi từ những cái 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 khoảng khoảng nội bào ra khoảng gian bào ra thành ra khiến cho mờ ăn lên mình đánh giá lầm thầy nói nha 3 tiếng với 6 tiếng đồng hồ sau khi chứng thương mạnh thì cái đại dập phổi mới đánh giá chính xác riêng y sáu thầy muốn nhấn mạnh cho một điều nữa là đi sâu vô trong chấn thương học của lồng ngực tại vì nhiều cái cái, như y ba y bốn thầy không có dạy cái này bỏ qua tiên lượng một bệnh nhân mãn sự di động mà tới mình mà mình đánh giá là nặng nguy hiểm nó có thể là tử vong á thì khuyến tức là giải thích cho người nhà biết và đồng thời cũng, cũng, chuẩn bị những cái, cái 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 phương tiện để cứu bệnh nhân cứu nạn nhân xe đụng cái rầm ở phía trước trước bệnh viện chở vô liền nghĩa là thì bệnh nhân rơi trong trạng suy hấp thầy nói suy hấp hiểu, hiểu nè thở khó xe PaO2 áp 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 suất phần khí oxy giảm ốc sức phần khí CO2 tăng gọi là siêu hấp mà hoặc là khó thở và đặc biệt nhất là trụy mạch thầy nói muốn nói trụy mạch tức là bắt không được mạch bắt không được tức là chảy máu nhiều quá kết hợp nghe đó là tiên lượng nặng của một mạng sự di động nghe cái thứ hai mạng sự di động trước bên trước bên nhớ nha trước và bên thì là mạng... cái vùng xương sườn đó cơ nó không có dày cơ nó mỏng lắm vì vì là đó dễ thành rõ ràng cái di động cho mình thấy rõ lắm mà cái đường kính di động đó, đó là trên một phân rưỡi e trên cái nhúc nha nhúc nhít nhô ra làm ngực cái nhô ra là trên mười tức là trên một một, một phân rưỡi á thì không phải là mình phải lấy độ đo một phân rưỡi rồi nhưng mà thấy nhám nhít vậy đó để mà hiểu đặc biệt nhất là cái biên độ di động đó, cái biên độ di động á là nghĩa là trên một phân rưỡi mà cái đường kính di động nguyên cái mảng đó là trên một tấc rưỡi thầy dùng tiếng việt nghe để mình hình dung đồng thời ngay sau đó chụp cái hình thì thấy rằng có một cái bóng mờ tức là một hiện tượng dập một cái phần đó mà dập đó trên một ba phía trường của bên đó trên một phần ba phía trường của bên đó nghe thì gọi là nặng trên hai phần ba là sẽ gây ra suy hấp trên một ba phía trường để cho mình theo dõi là biết là nó nhiều nó nặng nát nghe vậy thì điều trị điều trị của bác sĩ động là làm cái gì thứ nhất giống như là điều trị gãy xương sườn vậy giảm đau và đặc biệt nhất là phục hồi phối dập bằng cách cho những loại thuốc kháng viêm giảm đau hiệu quả không có chơi bằng băng thun giống như thầy nói hồi nãy đó băng thun ô khô, mà nửa ngực không, không phải chơi cái màn đó nghe băng keo thun á nghe đặc biệt nhất khi bệnh nhân rơi vào suy hấp thì có chừng chuẩn bị phải chấp bắt buộc phải thở máy cho bệnh nhân thở máy cho bệnh nhân phải thở máy, thở máy để làm cho cây hô hấp tốt, tốt dần, tốt dần, bệnh nhân sẽ khỏe dần. Còn ngược lại mà mình không làm cho tới khi mà nó nặng quá, mình làm không có sợi nữa thì bệnh nhân sẽ nguy hiểm. Nha. nha đó mình học về cái thành ngực rồi đó, tức là kỹ xương xương, sự di động, có ý xương đòn đó nữa, nha. Bây giờ tới cái phần trong, cái giữa hai lá màng phổi, nghĩa là lá thành và lá tạng đó thì thầy muốn nói tới tràn máu màng phổi nghe thì tràn máu bằng phổi là có máu trong bằng phổi do chấn thương chảy ra thì có ba mức độ x quang có ba mức độ thì thì cho coi ba mức độ nghe ngày xưa đó lúc mà x quang chưa có phổ biến được rộng rãi đó thì khổ lắm bắt bệnh nhân ngồi ngồi dậy tức là chụp ở tư thế đứng chụp ngực thẳng ở tư thế đứng để chụp thì thấy rằng cái bóng cái 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 lượng nước nó chảy vào trong khoang phổi nó loáng từ phía trước ra phía sau của cái gốc của cơ hoành đó, gốc sườn hoành gọi là gốc sườn hoành nha gốc sườn hoành thì nó mờ hết gốc sườn hoành thì đó để người ta ước lượng rằng chảy như vậy đó mà một bên đó, thì tương đương với 250 cc tức là một đơn vị máu mất nha không cần xử trí gì cả mất gì không cần khoảng gì thế gì cả. Mất gọi là lượng đó là lượng ít, còn mất máu mà lượng vừa đó, tức là từ ở dưới lên tới trên, ở cái ngang cái mức giữa của bờ dưới xương vai và bờ trên vùng hoành, bờ dưới xương vai và bờ trên vùng hoành nha. Yeah. Thì cái mức đó đó gọi là mức vừa hay trung bình. Mức vừa hay trung bình đó đó nghe, yeah, nghĩa là khoảng khoảng 3 đơn vị máu mất, tức là 750 cc. Loán ra cả tử đừ restaurant. Nhé, đơn đó là lượng nhiệm. Khi mà mất 3 đơn vị tức là 3 lần 250, 3 đơn vị máu thì mình phải truyền lại một đơn vị cho người ta. Dĩ nhiên, căn cứ trên cái hematocrit và hemoglobin nhé. Bình thường hemoglobin là 15 g ml, còn trong cái cái gọi là nhung tích toàn cầu là 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 tối đa là 4. 4 4 4 45 Nghe 45 Thầy nói như vậy là nhớ phần trăm thôi Nghe Thì nếu mà là phân nửa cái đó thì dụ như là còn 20 Dạ yeah, Là có dịch Mình phải truyền cho người ta Tuy nhiên Dĩ nhiên Dĩ nhiên Đó là cái cái quy định Nhưng mà cũng phải theo dõi trên lâm sàng Thầy nói nhớ Nghe không Vậy thì đó là cái cái điều trị ba Mức độ của trào máu bằng phổi Nghe Dựa trên lâm sàng cho nên hỏi bệnh sử kỹ lưỡng đó là điều rất quan trọng để mình đánh giá nặng nhẹ nếu có trầm máu phổi mà lưu ít không cần xử lý gì cả nếu lượng của bình trở lên a là dẫn lưu để cho hai lá màng phổi nở phổi nở hai lá màng phổi áp sát với nhau thì như vậy nó sẽ giữ làm cho cái máu nó tự cầm nếu mà trường hợp mà được thì dùng phẫu thuật nội soi còn nếu chảy ồ ạt à quá ra quá làm cho nghĩa là mặt nhanh quá tuột tức là rối loạn huyết động á huyết động á, thì phải mở ngực ra để cầm máu khi mạch máu lớn chảy đang chảy chẳng hạn hay là một cái vết thương tim nó xấu xả ra ngoài thì một lần phải đi can thiệp cầm máu ngày nay thầy nói ngày nay nghe bác sĩ y sáu mấy em phải nhớ ngày nay ngày nay người ta ở những cái đơn vị phát triển thì trong trường hợp trước khi trà máu phổi do dao đâm nhất là dao đâm hay là chấn thương Ta đưa camera vô coi hay trong lồng ngực xem có cái gì chảy máu chỗ này chảy máu. Nếu có trời đốt cái xèo đó hoặc là dùng cái clip kẹp nữa rồi. Vậy là người ta giấc ngủ người ta yên tâm rằng khỏi cần phải theo dõi. Nghĩa là khỏi cần phải theo dõi sát nạn nhân đó. Nghe kịp nghe. Nha, nghe kịp nghe. Nha. Thành ra thầy nói như vậy là những cái giá trị mới nhất để mà mấy em có thể biết thêm tại muốn cho em coi một số hình ảnh của chấn thương trên cái phương diện x quang đơn giản thôi tức là đây là cái tầm soát sớm khiến cho chưa không chờ tới ct scan gì nữa ở phía sau đâu nha thì đây là trầm máu mông phổi lượng gần 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 lượng ít trên trung bình chút xíu thôi đây là trầm máu bằng phổi lượng vừa bên phải nha thầy muốn nói là về cái mô hình gọi là tràn máu màng phổi mà lượng nhiều á thì tràn ra nhưng mà đồng thời cái 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 khí quản bị đẩy lệch qua bên kia thì đó là tràn máu màng phổi lượng nhiều á để cho mình đánh giá là nặng hay nhẹ đó. Đây thì nh nhìn đây nghe, đây là tràn máu màng phổi phía bên ngực trái, phía bên ngực trái là ngực bên, bên trái nha, lượng lượng nhiều đó thấy không? Tuy nhiên, nếu mà cái mờ nhiều vậy đó mà cái khí quản khí quản là đại diện cho hình ảnh trung thất khí quản là nơi bóng đen đi xuống từ trên xuống dưới dọc nằm dọc và phía trước máu gai máu gai của cuộc sống nha để khí quản này bị lấy lệch qua về phía bên 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 phải nha đây là trường hợp tràn máu mà phổi lưng nhiều lưng nặng ta đã có chừng có chừng có chừng mình phải cho giúp thở giúp thở bằng cách thở đều nhưng nếu trường hợp này là phải đặt dấn lưu liền trước khi giúp thở đặt phải đặt dấn lưu trước khi cho giúp thở bằng 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 thở úp mát thở mặt nạ hoặc là đặt nội khí quản thở tại làm sao tại không dẫn lưu thì là một khi bơm khí vô nghe áp lực cái mà thì nó sẽ đẩy trung thất làm lắc lư chút xíu rồi mình ngưng tim ngưng thở ngưng tim ngưng thở ngưng tim ngưng thở thì nói nhớ nghe chứ không phải thấy này đi cho úp má vô thở đâu cho thở cannula tức là thở qua cái râu cái râu cái que râu của oxy á, cho thở 3 lít trong phút 4 lít trong phút 5 lít đồng phút cho thở như vậy để cho bệnh nhân có đủ oxy để nó phục hồi chống suy hấp nhớ nghe chứ không phải muốn làm sao mà làm đâu mà nghe thầy muốn nói về cái chuyện trạng khí mà phổi trong chấn thương nghe đi thì nó cũng giống như là cái nguyên nhân của dao uh, giao đâm nặng bắn uh, chấn thương vậy đó nghe thì giống hệt như vậy có một bóng đen đầy một bên đặc biệt đẩy lệch trung thất của ông kia biểu hiện bằng cách theo dõi của khí quản Thầy cho coi hình nha đây là trường hợp trạng khí mà phổi phải rất lượng rất lớn nha nhưng mà chưa chắc cái này là trạng khí hay là cái này là xẹp phổi Hôm nãy thầy có nói rằng trong chấn thương ngực dù ít dù nhiều thế nào nó cũng có hiện tượng xuất tiết nếu hiện tượng xúc tiết ở người trẻ thì ho khạc ra thì là làm thông thoáng được khí đạo nhưng ở người già người ta khó ho lắm và chính vì thế là làm, gây ra sẹp Xẹp một thùy, phân thủy Xẹp một thủy hoặc xẹp nguyên cả một bên phổi thầy nói nhớ nghe vậy thì trong trường hợp đó, đó thì đây là cần khí ông phổi nghe thấy cái mũi tên trắng chưa và đồng thời thấy cái quản đẩy lệch ra khỏi cái 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 gọi là mấu gai cái đường của mấu gai tức là đường phía sau đường giữa sau cột sống nha đấy là cái kia đây là trọt trạch khí bằng phổi lượng nặng rồi thầy nói bây giờ nói khí trạch khí bằng phổi không cần thiết khí phổi định dễ là làm dễ xử lý lắm rồi sau này tính thêm nhưng mà thầy muốn nói trên cái phương diện gọi là mấy slide đó để cho nhớ 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 thuộc thôi rì sáu thầy muốn nói là bác sĩ nói chuyện với bác sĩ nhớ dẫn lưu của lồng ngực trong lần lồng ngực dẫn lưu á, thì dẫn lưu bằng liên sườn 4 tới liên sườn 6 liên sườn là nói cái 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 cái, giọng nam gian sườn là nói giọng bắc tức là dưới bờ dưới khu xương số 1 bờ dưới xương số 1 là gian sườn 1 liên sườn 1, xin liên sườn 2, gian sườn 2, gian sườn 3, gian sườn 4. Từ gian sườn 4 tới gian sườn 6 là nơi đó là nơi an toàn nhất cho mình. mình đặt một khí quản nha yeah. đặt một khí quản là đặt ở đường nách trước nhớ không nhớ không y sáu bác sĩ y sáu nhớ đường nách trước không và đường nách giữa không bao giờ đặt ở đường nách sau bởi vì khi bệnh nạn nhân nằm trong lúc tối nè nằm thì cái ống dẫn lưu gặp gốc mà gặp gốc thì hết sức là nguy hiểm vừa mất tác dụng mà vừa là dễ bị tắc nghẽn nghĩa là không có dẫn lưu được tốt nghe mà đau đớn cho nạn nhân khi nạn nhân ngủ không được thì bệnh nó càng suy sụp nghe thầy muốn nói tới cái chuyện trong cái chuyện gọi là chẩn đoán của cái trà máu phổi người ta chia để trong cái chuyện mà dễ xử trí thì người ta chia là ba loại loại thứ nhất là ổn định chiếm 89% mươi chín đâm một phát hay là chấn thương một cái dập vỡ động mạch nó chảy mà chảy hay mau quản nó chảy chảy xong nó tự cầm nó tự cầm chiếm tám mươi mấy phần trăm tới chín mươi mấy phần trăm cái thứ hai là chảy nhá chảy tiếp diễn đó là trầm máu phổi trầm máu phổi ổn định đó. thứ hai trầm máu phổi tiếp diễn tiếp diễn chậm 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 chậm, chậm thì nó biến thành trầm máu màng phổi đông nó đông cái lượng máu đó lại cái thứ hai cái nữa là nếu chảy ào à, gọi là trầm máu không. tiếp diễn tiếp diễn nhưng mà tiếp diễn cấp cấp tính coi chừng phải mở ngực nghĩa là trầm máu phổi chia làm ba loại Tràn máu không phổi tự ổn định, ổn định ổn định tràn máu phổi tiếp diễn. Tiếp diễn như là nhanh hay chậm, nghe, cấp hay là từ từ. Cái từ từ ra nó sẽ dễ thành đông thành bánh. Mà người ta gọi là trạng máu không phổi đông. Đây là tư liệu mặc dù là ít gặp, trong 100 lần máu không phổi thì có 5 người, trong đồng, 100 100 máu không phổi có 5 trường hợp bị đông. đóng Đông lại, đóng thành bánh. Mem hình dung ra cái món ăn của Việt Nam mình đó là tiết canh, tiết canh tiết canh khi lượng máu nó chảy ra mà trên cái nền bị bầm dập xương hoặc là dập nát mà có nhiều vật lạ vỡ dập nhiều như mô phổi hay là nhiều vật lạ giống như đâm mà trong đó cái dao nó đầy kêu bằng gọi là cái um, um, tiêu hả? tiêu bực lạ đó đó những cái đó là những yếu tố mất cục chảy ra mảnh xương vỡ hay là những cái xương bị hư gặp vỡ tách rời khỏi cơ thể luôn mà nó kẹt ở trong đó nghe hoặc là những luôn hỏi nhưng mình đã quá lâu đi nghe thì hoặc là dùng thuốc kháng kháng kháng, kháng sinh đó, mà dùng không có được đàng hoàng muốn dùng sao dùng muốn đổi sao đổi rất là bừa bãi thì thứ đó nó sẽ kích hoạt cái tôi bào máu dĩ xảy ra ít trong trăm trường hợp có năm tới tám trường hợp thôi tám bệnh nhân thôi nha ý thì muốn nói rằng trầm máu mũi đông để hiểu nó hiểu nó là cái gì để mình có cái phương thức điều trị thì trong trầm máu mũi đông đó, trong vòng bảy ngày mà nếu trở trên siêu âm ở trên scan thì thấy cái độ house feel của nó nó đậm hơn máu một chút xíu thôi à, thì lúc đó mình ngủ sớm à phẫu thuật nửa soi đi vô đó hút rớ, rút ra rút ra rút ra một cục hết xong đàng hoàng thì là cầm máu clip hoặc là đốt cầm máu tự lạnh rất tuyệt vời nghe còn để trẻ nữa giả sử người ta không đi tới mình, mình để trẻ nữa người ta dùng thuốc nam chẳng hàng đúng y hàng, người ta không, lo tới mình sau 10 ngày thì người dính nhiều nhưng vẫn gỡ được nếu trợ mà người thầy thuốc có đủ trình độ của phẫu thuật nội soi thầy nói nha tại vì máu chảy ra đó nó dễ nhiễm trùng và đặc biệt nhất là nó thành mũ mũ rồi thằng hoàng nó tình ra là nó nó gây ra cái tình hình dính bó sơ phổi và sau này lói ngược hoài đối với những người đó Thầy là hiểu nghe hiểu rồi máu phổi đông là như vậy đó bây giờ thầy muốn nói phần thứ hai là phần liên quan tới nhu mô phổi đó Thầy đã chia làm cái dập phổi và tụ máu nhu mô phổi thầy muốn cho coi hình ảnh trước để mà hiểu nó là cái gì dập phổi là dập bầm dập một phần của cái nhu mô vùng đó nhưng mà trong sáu giờ đầu nó vẫn nguyên nó dập và nó nguyên nguyên sau đó mới thoái hóa sơ hóa đi thì cái đó dập phổi mới là dập phổi gây ra những cái di chứng ngược lại tụ máu nhu phổi là một mạch máu nhỏ chảy ra làm chỗ đó to ra thành một cái một cái bọc một cái bọc máu thì gọi là tụ máu nhu phổi Thì nói nhớ rồi nghe dập phổi thì bằng dập nhu phổi còn tụ máu là to ra trên kỳ thực ra trên phương diện vi thể đó tức cắt một cái mảnh dập phổi đó đó bởi giờ đoạn sớm mà đem ra người ta làm gọi nó gọi là à, thử nghiệm đó thử nghiệm trên lâm sàng cắt một phổi bị dập của con chuột nghe hay đoạn thỏ để mình tạo ra đó thì cái vùng nhu mô phổi đó là tất cả các cấu trúc còn nguyên vẹn trong vùng 6 giờ đầu nhưng mà 6 giờ sau 6 giờ thì nó mới thoái hóa để biến thành mô sơ sợi vân vân vâng, của cái giải phẫu học Ê, xin lỗi của giải phẫu bệnh như là hình thành hay là lành một vết thương vậy đó nhớ nghe vậy thì, thì trở lại một điều nữa là trên thực tế và là cái da phổi là hiện tượng tụ máu nhu mô phổi li nghĩa là dưới dạng vi thể à thầy muốn nói tới bác sĩ thì sao thầy muốn nói tới cái chỗ đó đó nghe chứ đừng có nghĩ đơn giản rằng à tụ máu ngứa phổi là da phổi bởi vì hai cái nó sẽ lành tốt cho bệnh nhân một cách rất 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 nà ná giống nhau vì lẽ đó cho nên ở những trường hợp mà chấn thương chắc chắn có dập ít thì dập nhiều người ta khuyến khích rằng trong cái cấp cứu hồi sức cấp cứu nên cho thở oxy liều cao liều cao tức là 3 lít tới 5 lít nha thở 10 lít hai chủ lít gì cái cũng được hết nhưng nhớ à thở oxy liều cao kéo dài càng kéo dài sau 24 giờ thì dễ dễ bị di chứng bông võng mạc bông võng mạc nhớ bông võng mạc làm cho nạn nhân bị mù mù bên nào mù bán phần mù toàn diện thầy nói nhớ nha cái này liên quan tới nhãn khoa đó thì nói như vậy mấy em phải coi lại chứ không phải thầy nói như vậy là bỏ qua nghe thì có được như vậy là mình mới học được đây là nảnh dập phổi bên phải nha. Đây là nảnh, cái cái lá lá tạng đây là có tràn khí màng phổi bên phải nữa đó nha. Tương tự, đây là dập phổi phía bên trái nè. Dập phổi bên trái, nhiều, nặng. Đồng thời bên phải nó có tràn khí màng phổi nha, thấy thấy là những phổi chưa? Thấy cái 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 giới hạn của cái cái thành cái cái, cái bờ ngoài của lá lá, lá tạng không? Bờ ngoài lá tạng ha. Để mình hiểu nè. Đây là một cái hiện tượng nạn nhân 46 tuổi té cao khi mà ba bốn ngày dưới quê này khi lên tới bệnh viện chợ rẫy á, lúc thầy là nội trú chợ rẫy thì khi chụp cái hình x quang mà thì thấy rằng cái bóng tròn đều bờ rất là đều ngờ ngợ lắm ngờ ngợ tụ máu nhu phổi nhưng mà hồi đó giờ mình chưa thấy tụ máu nào mà to kiểu đó a lê cho bệnh nhân chụp cái ct scan mở cửa sổ trung thất á, thì thấy rằng tàu này bị khối máu máu tụ rõ ràng mà không biết nằm đâu nghe nằm trong trung thất có nằm trong nhu phổi không không Mở mở cái sổ phổi thì nằm trọn trong nhu phổi đó. Lúc đó mình chỉ đoán là cái tụ máu nhu phổi. Thì lúc đó có phụ tùng nó soi mà, lê mở camera vô, đưa vô, đưa vô, hút 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 ra, hút ra, hút ra, hút ra, hút ra, Hiểu không? Đồng thời hút ra trên cái 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 là cái 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 để cái 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 kẹp clip vân vân hết à, rất tốt rất, rất, rất nhẹ nhàng hồi xưa mấy đó này mở ngực ra mới lấy hồi xưa không có điều kiện của phẫu thuật nội soi đó nghe không thành ra trong điều trị dập phổi hết nhu phổi giống giống na ná như nhau vậy đó thứ nhất giảm đau hiệu quả oxy nghe nhớ oxy thở nghe cho thở oxy không có đó là là coi giống như mình thất bại phần nửa rồi đó truyền dịch đúng đủ nếu rồi mà có cái sốc mất máu sốc ừ, giảm thể tích nghe và đồng thời sốc do đau kháng sinh dự phòng nghĩa là cho một liều thôi đặc biệt nhất là nếu dùng corticoid tức là dùng prednisolone uh, vân thì chỉ dùng hai ba ngày thôi xong rồi xuống thang xuống thang để cho nó chống cái hiện tượng viêm để cho nó lành nhanh hơn thì nói hiểu nè thì nói cái phần thứ nữa là tổn thương thực quản thực quản là cái nằm sau khí quản nếu tính đến một phần diện ở cổ nghe thì thực quản này á, là trong chấn thương ở cổ ít gặp trong cái tương đâm có nhưng mà quá ít thành ra khiến người ta không có chú ý riêng ở tại Việt Nam thì cái cái mà tổn thương tư quản này á, là dễ gặp nhất là hốc xương Việt Nam người Việt Nam mình giống Đông Nam Á gì nghèo lắm thành ra ăn xương ăn hốc xương đây là trường hợp mà hốc xương cá sau đó bị đau đau cái đau cái cái vùng cổ nghe nó gọi là mũ cạnh cổ rồi nó bắt đầu nó lan xuống nghe thì trên bệnh nhân này đã hốc xương nhưng mà thời đại bây giờ mà người ta mau mau đi gấp xương ra rồi nhưng mà khi gấp xương á, nó muộn quá đi hãy hơi bắt xương lạ lên ói ra cho được mà không được là phải đi gấp liền trong cái 6 tiếng đồng hồ đầu á, để cho nó không xảy ra cái tai biến thì cô này là để ba bốn ngày rồi mới bắt đầu thấy cạnh áp xe cạnh mũ cạnh cổ mới đi hốc mới lấy ra thì lấy ra thì lúc đó chụp cái hình thấy rõ ràng lấy rồi thì là lúc đó thấy có hơi bất thường ở trong mô mềm của, của cổ rồi đó nha chụp lên phim ngược thẳng thì đúng là khí đến mô mềm anh à, nói không nè đó là, đây là áp xe cạnh cổ nha mà trong trường hợp áp xe cạnh cổ này bệnh nhân này được chụp cái ct scan cổ đây là cái khí hơi đầy xung quanh khí quản thực quản là nằm phía sau mở cửa sổ tức là chụp ở trung thất thì thấy mũ khí cái, 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 khí mà gọi là cái khí đầy trong trung thất khi khí quản nằm phía trước thì quản nằm phía sau là nói nhớ nghe đây là một cái mũ trung thất rồi đó mà mũ trung thất chia làm hai loại nhớ hãy mũ thì chia làm hai loại thứ nhất viêm tấy lan tỏa tức là mũ đang cũng diện lan tỏa khác khi nó thành cái ổ mũ ổ mũ được bao bọc bao sơ hoặc là các mô lân cận che 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 thành cái ổ thì gọi là áp xe áp xe cạnh cổ áp xe trung thất hay là mũ cạnh cổ mũ trung thất mũ lan tấy nha mũ lan tấy mũ lan tỏa vân vân cái từ nào cũng được nhưng mà áp xe với cái viêm tấy lan tỏa hay là khác nhau nghe đây mở cái sổ trung thất thấy nghe không? rồi thầy muốn tả một cái trường hợp ít gặp nhưng mà dĩ nhiên những kỷ niệm trong cái cuộc đời của thầy ở ngay lúc ở ở nhà rẫy á thì bệnh nhân này là bệnh nhân ở cà mau nghe thì cà mau thì là bệnh nhân ăn cá ra phòng nó cá ra phòng tức là xương của cá ra phòng của cái vùng người ta mua biển hồ đem về người ta ướp người ta phơi ra người ta ăn để dành ăn cái dân nghèo của việt nam mà thì cách trữ đạm bằng cái cách làm thành khô làm thành mắm nha thì ăn mất hốc xương hốc xương tới nhân cái hốc xương thấy đau cổ bệnh nhân mới đi lên cần thơ tại cần thơ lúc đó đó lúc đó đó nó mới có nội soi để gấp ra thì lấy ra rồi nhưng sau đó trở về ba ngày sau thì ba ngày sau nữa là sáu ngày sau thì bắt đầu bệnh nhân thấy chóng mặt thì bệnh nhân chuyển từ bệnh viện bạc liêu nằm một hai ngày để chuyển cần thơ nằm ba bốn ngày chuyển lên sài gòn vẫn lên trên đường chuyển đi vẫn được chẩn đoán là rối loạn hệ tiền đình nghe chóng mặt này cứ nói rồi là rối loạn hệ tiền đình nghe đình chùa gì đó thì nghe là lạ, lạ 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 giống như người ta tưởng từ y khoa này là bí mật ghê lắm đã chuyển lên trên chợ rẫy thì chợ rẫy cũng chẩn đoán là rối loạn hệ tiền đình chuyển lên khoa nội thần kinh tới khi chuyển lên nội thần kinh thì lúc thầy nội trú mở lên thì thấy rằng ủa hỏi ra mới biết rằng là bị xương đã lấy gấp xương cái đây mười mấy ngày rồi mà đồng thời thấy tanh quá thì mới nói ủa đâu mở quần ra coi thì mở ra một đống máu đen lẫn máu đỏ thì điều đó chứng tỏ rằng đang chảy máu đang chảy mà chảy không có chưa được gọi là 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 gọi là là, là 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 đen hóa thành ra là thầy mới nghĩ thầy muốn nghĩ tới À đây cho đi chụp cái gọi là cái mặt đồ tức là DSE chụp mạch xóa nền suy hóa đó chụp ra thì đây cái catheter đây. này te này đi lên con đường, đường của đồng mạch chủ đi lên đây, buông ra thì máu nó xa ra vùng thực quả chảy xuống như vậy đây chuẩn bị tuần hoàn có thể thì lúc đó bệnh nhân ngưng thở liền âm à, kịp. 9, 10 ngày, 11, 12 ngày. Thật ra ý thầy muốn nói rằng đây là cái tổn thương thực quản. thì nhớ lại một điều nữa. Thực quản nó có ba chỗ, ba chỗ hẹp. Chỗ mà từ ngoài vô trong là người đó là một chỗ hẹp. Từ trong ngược ngực xuống chỗ nằm ở phía sau qua đồng chủ á. Nghe. Thực quản nằm trước, qua đồng chủ nằm phía sau. Nằm phía sau qua đồng chủ Thì cái chỗ đó là cái chỗ hẹp thứ hai và đồng thời khi đi qua cái 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 dạ dày thì là chỗ hẹp thứ ba thì ba chỗ hẹp đó là ba chỗ hẹp làm cho mình suy nghĩ thêm trong cái cách thức chẩn đoán được bệnh nhân nghe bây giờ thầy muốn nói tới là tổn thương khí quản khí quản là phía trước thì mấy em nam như là Trung Nghĩa nhớ nè giống như là trường hợp của bệnh nhân mà gọi là căng căng một cái dây ngang chạy tới đúng ngay ngay, cổ ngã ngang đó là tổn thực quản khí quản cổ nghe thì cứ khí quản cổ khí quản là mệt vân nhưng mà tổn thương khí quản thì không có nặng giống như tổn thương thực quản thực quản mà không điều trị mà nhanh đó, thì hầu hết là viêm mũ trung thất áp xe trung thất như tử vong cao lắm riêng khí quản thì thầy muốn nói một điều trong cái điều trị nếu mà nó dập nó tổn thương ngay cái dưới trên carina hoặc là tổn thương, thương thường thường tổn thương phế quản gốc bên phải nhiều hơn thì bệnh nhân này tổn thương gốc bên phải đó đặt một cái thứ nhất đặt một cái ống dẫn lưu thứ nhất cũng không hết khí đặt dẫn lưu thứ hai cũng không hết khí luôn khi qua hai động tác đó thì mình nghĩa lại cái hình phổi cho nó kỹ lưỡng một bệnh nhân tràn khí bằng phổi cộng với tràn khí dưới da đầy như thế này nghe bên phải này nghe nghe như phải này cộng với tràn khí trung thất tức là cái bóng khí trung thất thì chỉ đây nè là một cái vết đen bao quanh cái bóng tim thì điều đó là hãy nghĩ đến cái tổn thương khí phế quản tức là tổn thương phải soi liền mà nếu soi mà làm được á, đặt sen tạm thời hoặc là khâu ở chỗ đó bằng cái phẫu thuật mở cổ nghe mở cổ hoặc là mở cái gian sườn 4 ở bên phải đó thí dụ ha theo cái đó sau chuyên khoa rồi nhưng mà mở ra không được thì bệnh nhân sẽ lạnh sẽ lạnh vết thương thì tổn thương từng quản khí quản là như vậy đó tuy nhiên nếu mà tổn thương khí quản cổ thì không phải mổ là mở ra mai mai mai, không phải đâu em chết à muốn mổ thì phải đặt nội khí quản mà đặt nội khí quản thì mình phải có phương pháp thứ nhất đầu tiên đặt khí quản bình thường của người bình thường khi mở cổ ra đàng hoàng thì là chính mình lấy cái ống nội khí quản vô trùng đặt a b c d đây nè đặt một khí quản lại ở dưới và đồng thời khâu từ mũi từ mũi từng mũi nghe rồi trước khi mà đóng á nghe trước khi đóng á à b đó trước khi đóng á đề nghị bác sĩ ghi mê đặt lại từ trên xuống dưới c nè đặt lại từ trên xuống dưới xong rồi mình kéo cột từng phần từng phần từng phần từng phần từng, phần, từng cộng chỉ lại hết tức là mai chỉ may khâu vắt mà để không chỉ chờ 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 đó mà nghe chứ không phải là mở ra làm muốn làm gì làm đâu tại vì khí quản lạng quản là nó sẽ suy hấp nó thiếu khí không khí nó chết à ngừng thở à thì nói hiểu không nè vậy thì nhớ lại thứ nhất đặt ống nội khí quản a à, từ trên đến dưới với tích rách nè thấy không nè rồi sau đó rút kêu bác sĩ gây mê rút ra từ 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 ra từ 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 mình đặt ống nội khí quản người bác sĩ mổ đặt ống nội khí quản vô đoạn dưới nghe rồi cho mình nhân thở trong lúc mình khâu từng mũi, từng mũi từng mũi từng mũi từng mũi đính ở trên ở dưới ở trên ở dưới đồng thời bác bác sĩ đặt trở lại một lần nữa đặt mũi trong rồi có đồng cột cứng lại nghe chứ không phải mà muốn làm gì làm đâu nghe đặc biệt ý thầy muốn diễn tả cái hình ảnh này nó nó to rõ ra nữa là chỉ có khâu bằng cái bằng PDF, PDF á, cái chỉ đặc biệt chỉ là sợi đơn nhưng mà rất nhỏ, khâu giữa cái sụn chữ C đó em vô sụn chữ C còn ở phía màng cái cái gọi là khí quản màng ở phía sau đó là khâu khâu mũi liên tục đó hoặc là khâu mũi rời kéo rút rút rút, lại rồi bắt đầu mới khâu mũi ở trong thì nói nhớ nghe khâu như thế nào cũng được nhưng mà dĩ nhiên là khâu từng phần riêng lẻ ra chứ đừng có nghĩ rằng muốn làm sao làm giống như bệnh nhân thường còn nếu đó họ mà nó tổn thương tổn thương cái một phần cái nhánh cái phế quản gốc chẳng hạn mà nếu mà một cái đoạn đó mà có thể cắt bỏ được dưới 3 cm ai cắt bỏ nối cắt liền bỏ nối lại cũng nối trên cái phần sụn của nó nghe thì muốn nói về bây giờ mình học tới phần thứ nữa là cái vết thương đạn bắn đây là vết thương xuyên chứ không phải vết thương chột không phải là một lỗ vào mà có lỗ vào lẫn lỗ ra thì nhờ lỗ vào lẫn lỗ ra mình ước lượng được là cái đường đi nghe đổ vào đổ ra ước lượng là đi đây là vết thương mình nghi ngờ là xuyên qua tim mà cắt nạn nhân mà do đạn bắn này thường là chết á thường là chết á tại vì tổn thương quá nhiều cầu cơ van tim này, ra giống như là một cái trường hợp mà mổ tim vậy đó khó hoặc là bắn xuyên từ ngực qua bụng hoặc từ bụng xuyên qua ngực như là vết thương ngực bụng cái này vết thương tim để mình hình dung ra cái cái tổn thương mà mình phải xử lý tiếp thầy muốn nói thêm em tới là vết thương tim da đâm thôi nghe đạn bắn thì, thì thì là trong số những cái mà thầy làm lúc lạnh là, còn ở chợ rẫy đó làm thầy làm đó, riêng một mình thầy làm đó là rất là à, coi khoảng gần tám tám mươi riêng thầy tám mươi năm ca nổ trúng nhảy lên nhảy xuống mổ thì thầy nói rằng khoảng bốn ca bốn cái trường hợp mà với tương đạn bắn thổi đó là do cái anh em nó nghèo quá đi giật dọc đi giật dây chuyền giữ cái kính uh, kính mát mà, mà si mạ bằng vàng 18 đó như vậy đó bắn cái bộ đậu ra mà rồi thì, thì thấy là bắn 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 chết người đi đường chứ phải thằng trộm nó thằng giật nó chạy đảo qua rồi chạy mất tiêu à thì hầu hết chết hết tay mở cái, cái 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 tim ra đó thì mở ra thì tan nát ở trong chỉ có những thợ vết thương giao đâm thì thầy nói vết tư giao đâm thôi Nghe Vết thương giao đâm nó sẽ có cái vùng định vị đó đồng thời khi mà một cái vết thương đâm vậy đó đồng thời siêu âm thấy thấy rằng tim nó có tràn dịch trong ở tim chưa chờ nó đến trẻ em tim cấp đâu chưa chờ tới trẻ em tim cấp đâu À lê là chu chu chuẩn bị đi chuẩn bị đi đừng để nó trễ lắm chuẩn bị lên, lên mở ngực ra mà ngày nay tức là mở xương ức á mở xương ức ra mở xương ức ra mở xương tẩy đâm phía trước mà đâu phải đâm phía sau mà sao đâm phía trước mở ra mở ra, mở ra khâu lại nhanh nha thì ngày nay nhờ cái binh sử nhờ cái cơ chế đâm đâm tới cái chỗ vùng đó mà đặc biệt nhất là trên cái siêu âm á siêu âm giá trị nhất thấy con mau làm liền nếu mà trong quá trình mà mà chuyển từ với tỉnh chuyển lên giả sử rồi mà ở cái môi trường không thể làm được á thì đặt một cái cái sông cái sông đó cái sông đó vô trong cái 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 mà ngoài tim á, thì khâu kính là rồi chuyển đi trong quá trình chuyển đi đó thì là cho máu chảy ra từng phần từng phần từng lúc từng lúc từng lúc từng lúc khi máu chảy ra tại vì dưới người ta không xử lý được không mà người ta không mở được không làm gì được hết đó thì à lên chuyển lên đó thầy thì mô tả cái hình ảnh đó nha đây là cái nách của người ta nè nách bên trái nè đi dọc đường mở đường đi sườn bốn bên trái đó nha thì cái máu cũng chảy ra đó là cái là người ta người ta dẫn lưu để mà chờ cơ hội chứ mấy trường hợp này mà để lâu chết hết rồi à. nha rồi thầy nói quan trọng cái yếu tố quan trọng là cái chọc hút cái chọc hút nghe nhớ cái chọc hút cái đường này là cái cái đường quan trọng nhất ngày nay ngày xưa người ta chia làm hai loại đường đường thứ nhất là đường đi la foa đi la foa thôi tên chị bỏ đi nghe đâm ở bên ngực trái liên xưởng bốn nha thì ngày nay nó chấp nhận ta chỉ chơi bằng cái đường xương ức người ta chỉ sử dụng bằng đường xương ức mỏng ức thôi nghiêng về 45 độ của một góc dưới vừa dưới ở bụng nghiêng 45 độ gốc góc của cái sagittal section tức là mặt phẳng đứng chứ không phải mặt phẳng tráng nha thì như vậy đem biết rằng cái vai trò của chọc hút chọc hút ngoài tim thì giải phóng cái này để không bị chèn ép ở tâm thất khi bơm máu đi thì giúp cho nạn nhân bớt có tử vong cao thì nó nhớ là nghe riêng phải đâm trúng cái mạch vành chẳng hạn nhớ ngày nào mạch vành thì gây ra nhồi máu cơ tim á mà đâm cạnh nó mạch vành chẳng hạn nghe cạnh vành á thì người ta khâu luồn khâu ở dưới tim á ta luồn khâu ở dưới thầy nói nè a à, đập vết thương nghe thì người ta có thể nếu được á để kẹp mép bằng satanski bằng cái khâu tuy nhiên phải bắt yêu cầu bác sĩ gây mê cho hạ huyết áp chỉ huy hạ huyết áp theo ý muốn của mình đó gọi là hạ huyết áp chỉ huy hạ huyết áp xuống giải tí đối với ông già vừa sáu bảy mươi tuổi thì huyết áp ở khoảng 12 còn nếu rõ trẻ á à lê cho số 10 để mà đừng có áp lực trên cái động mạch chủ này nghe thầy nó mới nói tổn thương mạch chủ nè còn cơ còn cái cạnh 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 là mạch vành thì nó khâu ở dưới này thì như thầy muốn nói tới đây là những cái trường hợp éo le đó nghe còn trong trường hợp mà chứng thương kính vỡ tim thường xảy ra ở bên nước ngoài ở bên mình ít lắm là người ta chạy xe với tốc độ là ba trăm số hai trăm số cho phép mà thì đụng cái rầm vô khi mà đụng rầm rầm thì hầu hết là cái tổn thương vỡ tâm nhĩ tâm nhĩ nhiều hơn và nhất là cái tâm nhĩ phải á nha rồi những cái thương tổn dập tâm thất vân vân thì tất cả những trường hợp đó là vỡ tim vỡ tim thì nói nhớ nha chú ý nha là tâm là mình phải giải phóng được cái 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 cái, 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 cái ép tim cấp thì mình mới gây mê được à còn nếu gây mê trong trường hợp tinh tiện dễ rơi vào trong tình trạng là bệnh nhân nặng ngưng tim á bệnh nhân ngưng tim đột ngột nghe ta đang nói như vậy để hiểu đến cái chuyện yếu tố quan trọng nhớ nghe chọc hút ra hết sức là quan trọng chọc hút ra đúng thì là bệnh nhân nạn nhân có thể cứu sống được chọc hút mà đâm thủng mà ngoài tim nhưng mà kỳ thực thủng vô tâm thất mà rút ra 50 cc thì coi giống như là đưa bệnh nhân vô trong tình trạng là rung thất rung thất do cardiac output, tức là cung lượng tim giảm đột ngột thì nói nhớ à nha bây giờ nói thì nói tim mình là xong rồi ha bây giờ thì muốn nói tới cơ hoành nhớ à xe cá ngang người cái trong cái thương thủng bành như nãy thầy nói trong cái chuyện hình là đạn bắn hay dao đâm thì thôi cái chuyện đó mình cũng không phải là quan trọng lắm nhưng mà trong trường hợp xe cán ngang người té cao đụng trực tiếp vào ngực trái nghe ngực trái tại vì cơ hoành chấn thương kính cơ hoành vỡ ngực trái chiếm 8 chín chục phần phải là, là là hơn thật sự ra tổn thương vỡ vành phải thì nhân chết tại hiện trường rồi tức là vỡ gan chết rồi thằng đã nói như vậy để hiểu được cái cơ chế nó làm sao thì ra là trong tổ ngưng cơ hoành Người ta chia làm 3 giai đoạn Giai đoạn cấp tức là trong vòng 24-48 giờ Trong chuyển tiếp tức là 4 sau 48 giờ tới ngày thứ 12 Thì mới phát hiện được Thì lúc đó nên đi bằng đường ngực hoặc phẫu thuật ngực nghe phẫu thuật ngực đường ngực chứ đừng đi đường bụng lúc đó đã với bụng người ta yên ổn rồi không có tổn thương gì cả thì cái đó chỉ tổn thương cơ hoành đơn thuần thôi nghe ở giai đoạn trẻ thì là bệnh nhân bị hoặc là tắc ruột như là tắc đại tràng đó nghe ta ra cái trường hợp này là trường hợp hoặc là mặc dù ít gặp nhưng mà dễ chết quan đó nếu mình không biết đây là trường hợp bắn bắn vòng cầu mà cái 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 kiểu hồi xưa mà kể cả bên nước ngoài kể cả bên mình vậy xuống đó đùng để đưa đám tang đi qua đùng đám cưới đi qua thì bắn vòng cầu parabol đó mà rất nhiều người thì chị xuống rớt xuống đây là hiện tượng tụ máu cơ hoành phía bên trái do cái vết thương đạn bắn vậy mà bệnh nhân này á là bệnh nhân ở Bình Phước hồi xưa là ở Bình Phước á ở trên bé đó mình vừa thì là bệnh nhân lại chỉ có một tổn thất cơ hoành mà từ trên đâm xuống không có tổn thương cái gì của chức năng quan trọng chức năng nguy hiểm không có cơ quan nào mà 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 mang chức năng nguy hiểm cơ quan mà gọi là cơ quan là ừ. cấm còn ha đây là tổn thất cơ hoạch bệnh nhân này xe cán người nha do anh ở ngoài ngoài lề đường của ban đêm thì xe với xe xu chạy ngang qua cán luôn tại vì nó những ngày mới giải phóng mà xe đèn đuốc rồi nó cũng thiếu thốn tôi chở lên giờ đẩy luôn chở lên giờ đẩy thì thầy nội trú xuống đặt cái tứ lưu đang hoàng cho chụp cái hình thì thấy cái lưu đó, nó bay lên trên lùm ngực đây là hoành nè ban lùm nữa điều đó cho thấy dấu hiệu gián tiếp rằng đây là cái cơ chế thương đó là phải vỡ hoành vỡ hoành mà dễ vậy, vậy bay lên thì cái cái, cái tiết là viên này nó bay mới, mới rơi lên trên lòng ngực phía bên trái nha thì mở bụng cái đó không có một từ nữa xoay mở bụng ra kéo cơ hoành xuống vậy thôi khâu lại nó không có tổn thương cái gì hết chỉ có mở cơ hoành thoát vị và dày lên trên lùm ngực trái thôi nha thì tương tương tự vậy bất cứ điều gì mà cái bóng hơi dạ dày, dày mà rơi lên trên của lùm ngực ở phía bên trái trên cơ hoành thì nghĩ đến dĩ nhiên phải nghĩ đến còn cái chuyện mà cho nó uống thuốc uống vân thì cái chuyện nó tính nữa nha yeah. tương tự bệnh nhân này là bệnh nhân đúng cây rừng đúng mà thở thở đúng cây rừng thì bé này nó có 16, 17 tuổi thôi nghe yeah. thì nó đốn tới khi mà trên nguyên tắc hay đốn mà tới chừng khi mà cái cây nó ngã thì phải biết nhảy đúng cách nè xưa bây giờ thì cưa rồi cái cưa bằng cưa máy thì nó dễ quá rồi nha yeah. đầm đánh bật vào trong ngực trái đây là cái bóng hơi của ruột non bay lên trên lồng ngực phía bên trái thì bệnh nhân này cũng vậy phải, phải mở bụng ra nha yeah đó cái nãy thầy muốn nói là bóng hơi bất thường trên là người phía bên trái nha yeah. còn đây là một trường hợp mà em học trò của đồng nai tức là bình dương á bi hòa đó tức là em này là 15 16 tuổi thôi nha yeah. chạy xích lô nghèo mà chạy lô à, khoảng chừng à, tháng năm trước chứ bị đâm bị đâm thì có cái trạng máu phổi thì vô bệnh viện cũng khám khám là có những lưu thôi cho về vậy thôi đó là Thủng hoành này nha thì Thủng hoành với tháng ngày trâu lên bay lên bay lên do áp lực âm trên hút lên trên thì gần gần khoảng um, năm mấy hai năm sau thì là bệnh nhân nhập viện lý do là tắc ruột thấp biến trung đại tiện thì khi chụp cái hình thấy rõ ràng cái không tắc ruột tắc ruột thấp chứ thấy rõ ràng bóng hơi bất thường hồi nãy đó nha bóng hơi đơn độc thì mình nghĩ đến khi hỏi là mình xử nghĩ đến liền cái chuyện thoát vị hoành giai đoạn muộn Nghe thì cho bệnh nhân bơm thuốc melena melena barite tức là bơm cái chất ngũ quan ở trong lòng hậu môn trực trạng bơm vô thấy rõ ràng bị tắt thì cái này trường hợp không có mổ không mở bụng rồi, nghe nha mở bụng chết rồi dính như lắm à Ale chỉ mở ngực tách 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 đẩy xuống bệnh nhân rất là tốt thầy muốn nói tới đi đường nào cho đúng Nghe còn một bệnh nhân nhân nữa để thầy muốn nói thêm, tức là bệnh nhân này của chi té cao, từ lúc té cao 60 tháng kéo dài ra chỉ có nằm cái bố để mà ngủ thôi. Nghe, thì bệnh nhân này đi khi bố chạy rẫy thì thầy ở đó mình là nổ trú mà cũng giảng dạy cho em em sinh viên, mấy đứa bây giờ là giáo sư với giáo sư hết đó. Thì thầy mới cho bệnh nhân xuống phòng mỹ xoan, uống barit chụp lại cái hình tư thế nằm nghiêng trái, nghiêng trái thì ở dưới này là barit nè, động lại ở trên là hơi biểu hiện rõ ràng của họ một tóc bị cơ hoành mà dạ dày, dày đi trên lồng ngực chui lên trên lồng ngực, thì nói em nè sao bị tình sao, đỡ cái nạn nhân nữ mà đỡ như ngồi vậy, như ngưng tim tại sao? tại cái vùng thất này là cái vùng rất nhảy hệ thống giao cảm của mặt máu lớn, nó nằm ở đó, đó. chỉ cần lắc lưng trung thất thôi là thích quả Ngưng, ngưng nhịp tim liền ngừng tim liền và phải hồi sức tức là gần nửa tiếng đồng hồ thì tim mới đập lại thì muốn nói như vậy để nói cho mấy em hiểu rằng cái gì nó cũng có cái ý nghĩa của nó mình không biết thì mình chết mình không biết thì mình chết mà hiểu được thì làm được thì bệnh nhân mới mình mới tốt được đây là thoát vị hoành vỡ cơ quành phải mà còn sống được nha sống được bên ông này là thợ điện của nha trang thì cái chuyện lâu rồi thì cái này phải mới mở ngực ra tưởng đâu rằng là cái u uh, u uh, của, 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 của 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 cái 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 thì dưới phổi nhưng mở ngược ra thì đẩy cái gần gần ba năm sau mình mới nhập viện cái thì cái chấn thương uh, thời điểm mà té từ trên cục điện té xuống mà nghe vô chợ đẩy thì đẩy xuống khâu cơ quan lại càng lâu thì cơ quan càng teo đi thì lúc đó phải tạo hình tạo hình cơ quan bằng cái mesh bằng cái mesh đặt rồi còn đằng này nó còn tương đối tách được đẩy khâu lại thì tổn thương cơ quan tự nhiên nãy thầy nói tổn thương mà bên 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 phải bên hoành phải ít gặp nhưng mà nếu có thì nạn nhân đã chết ở tại hiện trường rồi tức là không phải tới mình thì cái này cũng tương tự như vậy nha yeah, đây là trường hợp dạ yeah, té cao té cao mà té xuống cái 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 bờ cái bờ của cái ngăn cách giữa hai cái bờ ruộng của dưới quê mà thì bệnh nhân nhập viện ở chờ đẩy thì vẫn đoán tràn khí màng phổi tăng ống vô thức ăn trâu ra chảy ra thì lúc đó quản quản phía thì đáng lẽ phải mở liền đi mở ngực liền đi còn nếu không mở ngực thì mở vỗ cho soi lúc đó không phải không có nội <laughs> soi không mở ngực luôn để tới ngày hôm sau <laughs> thì bệnh nhân mở ra đầy thức ăn nó chết nhìn rơi một trận sắp sắp tích chết thì thôi thầy muốn nói vậy tức là cái gì cũng cũng mà có cái 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 giá trị của nó cái mà liên quan tới chứng thương ngực nữa nghe nhưng mà ngực nữa là nạn nhân lái máy cài em nữa lái máy cài máy ngã ngang mà lái máy cài uh, nông thôn mà hồi xưa mà không biết mấy đứa bây giờ còn hình dung hay là biết hay không thì lái máy cài đè xuống nghiêng qua như là ở trên đầu ấy mà đè xuống để lấy nó quát ra lại thì đè ép tĩnh mạch chủ trên cách trong vòng 2 phút tới 10 phút khiến cho bệnh nhân thay vì bị phù ở khoát thì bệnh nhân bị sung huyết tức là giãn nở tất cả các mau quản tỉnh mạch giãn nở vùng đầu mặt cổ nghe thì nó nhân nữa như vậy thôi không nặng nha nhưng mà khi nhìn hiện tượng này mình tưởng đâu là cái tổn thương sò não nặng không phải nó là hiện tượng hiện tượng giãn nở tất cả các mao quản đầu mạch cổ. Tại nhớ à, nghe người trên con người mình Tại vì sanh ra là đã tập đi đứng mấy triệu năm nay, con người ta đi đứng khiến cho cái tĩnh mạch vùng đầu mạch cổ hầu hết là không có van. Nghe, bảo không có van khi mà trẻ ép vậy đó, làm giãn nở tất cả các mao quản tĩnh mạch, khiến cho bệnh nhân có hiện tượng giống như là cái 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 bầm máu mặt nạ bầm máu hiểu không đó cái từ tiếng pháp đó nha nha thì cái này là hội chứng đó gọi là hội chứng picture hội chứng picture nhớ nghe hội chứng picture đây là hiện tượng chèn ép nếu chèn ép từ từ đó là u trùng thất gây ra phù áo khoác thì nó là cũng là một tình trạng sung huyết chỗ đó là sung huyết áo khoác nha làm cho sung huyết kết mạc đó. làm sung huyết dưới lưỡi nghe đặc biệt nhất là cái mặt nó nề ra nó nề ra thì cái mặt này nề hết từ hết một tuần còn cái xuống huyết cái hiện tượng là tụ máu giãn nở nhiều khi ba tháng sau nó mới hoàn toàn trở lại bình thường nghe hiểu à tuy nhiên đối với này mình biết được thì biết rằng nó nhẹ điều chỉnh được từ từ còn không biết lúng túng ngay những bữa đầu tiên nhớ là xảy ra tại của chợ rẫy thì thầy sau đó báo cáo liên tiếp liên tiếp liên tiếp suốt thời gian dài tìm mà khoảng 8 k 8 k Sau này trong 10 năm thì sẽ ra 26 k 26 trường hợp. thì nói hiểu nè. Để mình đi tìm, để mình dạy trong cái nơi đi dạy uh, uh, sinh viên của mình đó. Nha. Thì ra là để hiểu được nó là. Thôi, thầy có thể gọi là kết luận đối với mấy em của cái bài này. Nha. Chấn thương ngực có tử vong cao. Mà một phần tư cái đó. Nha. Một phần tư tử vong đó nằm trong cái tử vong chung. Nghĩa là sĩ trí ban đầu đúng đắn có thể cứu được nạn nhân Vấn điều quan trọng là theo dõi và khám đi khám lại nhiều lần để biết từ thương tổn bên trong là cái gì. Ngày nay phẫu thuật làm ngực sớm, thí dụ người ta trong một số trường hợp đơn vị mà người ta uh, bố trí uh, trang bị được tốt, người ta làm liền, người ta làm liền trong vết thương ngực hoặc là, là chấn thương kính, mà người ta nghi ngờ có trần máu bằng phổi, ai à, liền là người ta mở ra làm liền, gây đần khí ông phổi, rách chỗ nào thì clip chỗ đó, giá trị hết sức là giá trị đối với tổn thương khí phế quản trong những hình kính á thường là nặng đó nghe thường là nặng đó thật ra nếu dễ bỏ sót luôn trong cái thương thấu ngực á vết thấu ngực không chảy máu thì thôi Mà hãy chảy máu thì chảy máu nặng thì máu nguy hiểm đâm trúng là thường thường có chảy máu là chảy máu nguy hiểm còn nếu không thì rất mạch máu nhỏ thôi hết nghe ngày xưa đó trần dẫn lưu bằng phổi của cái trần máu bằng phổi hay trần khí bằng phổi kéo dài á thì dẫn tới cái mở ngực sau này phiền phước lắm còn ngày nay phẫu thuật nội soi thám sát nếu cần nghĩa bằng phụ tuần soi để là thấy được nghe thôi chúc mấy em nhiều thành công may mắn mấy em tạm thời nghỉ 5 phút nha để thầy nói bài thứ hai để cho mấy em có tư liệu nhưng mà ý thầy muốn nói rằng qua đây là gần như là phải mấy em thuộc lòng nghe 嗯，是。Mm. Nghĩa yeah, là thấy rõ không nghe trung nghĩa? em thấy rõ không? Đã thấy thầy rồi nghỉ chút xíu đi thầy để là chút xíu cho nghỉ tại cái bài nhiễm trùng ngoại khoa này nó cũng đơn giản nhưng mà nó là cái 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 trang bị cho mình trong chuyện đi mổ xẻ đó mình hiểu được thì mình thấy rằng cái chuyện làm của mấy thầy mấy anh nội trú đúng hay không đúng lúc đó là mình mới học hỏi được còn đằng này mình không biết gì hết thì là uổng rất là uổng nghe ở trước đây thầy nhớ là hồi xưa thầy có cho mấy em mấy cái bài gọi là săn sóc ống dẫn lưu để biết được tại sao ví dụ này tại sao phải dùng cái gì nữa thì bây giờ đối với bài nhiễm trùng ngoại khoa là để biết được cái chuyện đúng đắn mổ cái khi mổ là chuẩn bị làm sao mổ thì sẽ làm cái gì làm cái gì để nó hạn chế bớt hoàn toàn cái chuyện nhiễm trùng và cái thứ ba nữa là sao mổ thì nó như thế nào là đúng nha Thôi mình bắt đầu luôn nha em.